Thưa quý vị và các bạn, sách đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người. Một cuốn sách hay không chỉ cung cấp cho ta những thông tin cần thiết mà còn giúp ta rèn luyện tính kiên nhẫn, khả năng ngôn ngữ giao tiếp, khả năng tưởng tượng sáng tạo. Đó là những yếu tố cần thiết cho sự phát triển của trẻ ở lứa tuổi học sinh. Đọc sách có vai trò quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc bởi sách có tầm quan trọng với con đường phát triển của nhân loại. Sách đã ghi chép, lưu truyền mọi tri thức, mọi thành tựu mà nhân loại đã tìm tòi, tích lũy được qua từng giai đoạn, từng thời kỳ lịch sử. Đọc sách là một con đường gom góp, tích lũy, nâng cao vốn tri thức hiểu biết của con người. Đối với mỗi con người, đó cũng là cách tốt nhất để tiếp nhận kinh nghiệm xã hội và kinh nghiệm sống. Ngoài ra, đọc sách còn là sự chuẩn bị hành trang để tiến hành cuộc rèn luyện lâu dài trên đường học vấn, tích lũy tri thức nhằm khám phá và chinh phục thế giới quanh ta. Cái việc mà xây dựng cái thói quen đọc sách thì cái việc đọc sách hiện nay của một hầu thấy một số cái bộ phận đó là nhiều em là cũng còn lơ là về cái vấn đề đọc sách. Các em cũng nhiều em cũng không chưa ham muốn, chưa thực sự ham muốn bởi vì nó có nhiều cái thú vui khác, ví dụ như là nghe nhạc, xem phim hay là những cái giải trí khác. Thế thì đứng trước những cái tình hình như thế thì nhà trường cũng đã dưới sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường, tổ ngữ văn kết hợp với ban thư viện thì cũng có hàng năm cũng có tổ chức rất là nhiều các buổi ngộ khóa giới thiệu sách, buổi ngộ khóa giới thiệu sách để cho bằng dưới nhiều cái hình thức giới thiệu sách dưới nhiều hình thức là các em có thể tìm sách đạo và các em có thể thuyết trình giới thiệu về cái cuốn sách mà các em đã đạt cho các bạn nghe, và cũng có thể là bằng cách là cho các em tìm đọc sách, tìm những cuốn sách và các em trưng bày cái những cái sản phẩm sách của mình theo từng cái chi đậu để mà từ đó là đánh giá cái việc đọc sách của các em như thế nào. Với mục đích khơi dậy và bồi dưỡng tình yêu đọc sách từ học sinh tiểu học, nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đã hướng tới việc tổ chức các tiết đọc thư viện tích hợp trong thời khóa biểu chung của toàn trường. Trong tiết đọc thư viện có các hoạt động giúp phát triển thói quen đọc sách của học sinh. Những hoạt động đọc không tập trung vào dạy kỹ năng đọc mà mục đích chính của tiết đọc thư viện là hình thành và phát triển thói quen đọc sách. Vì vậy, trong mỗi tiết học, ngoài hoạt động đọc, các em được tham gia các hoạt động mở rộng như trò chơi, viết hoặc vẽ những gì mình thích trong câu chuyện, sắm vai, trao đổi cho nhau nghe về suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về nhân vật, về câu chuyện đó. Giáo viên có thể trao đổi với các em bằng một số câu hỏi giản đơn có liên quan đến nhân vật cũng như nội dung câu chuyện, nhằm hướng tới nhu cầu đọc sách tích cực cho học sinh, không biến các câu hỏi thành khai thác sâu nội dung truyện. Chuyên đề đã tạo ra sự thân thiện, thoải mái về không gian, làm cho các em hào hứng với việc đọc sách, từ đó hướng các em tới cảm giác mong chờ đến tiết đọc hàng tuần. Các em có thói quen mượn sách, sưu tầm sách. Ngoài đọc ở lớp, các em có thể đọc ở nhà, giảm được việc chơi game, chơi trò chơi điện tử hoặc các trò chơi thiếu lành mạnh khác. Cũng từ đó, trình độ đọc của học sinh được nâng lên, tư duy ngôn ngữ phát triển, tăng cường trí nhớ, tâm hồn thêm phong phú. Từ những trang sách, học sinh học tập được rất nhiều điều bổ ích, từ các kiến thức về tự nhiên, về xã hội, về thế giới quanh ta, hướng con người tới những điều tốt đẹp, thiện lương. Đưa tiết đọc vào thời khóa biểu là một việc làm thiết thực, duy trì dòng chảy của văn hóa đọc, và như thế tình yêu sách sẽ còn mãi, đưa con người đến với tri thức, với sự nhân bản, và văn hóa đọc sẽ không thể lùi tàn. Để hình thành cái thói quen đọc sách cho học sinh thì trong những năm qua, nhà trường đã đưa cái tiết đọc sách vào trong cái môn học, coi như đó là một cái môn học trong thời khóa biểu, và nhằm giúp các em là làm quen cũng như là có thói quen đọc sách thường xuyên. Thì bên cạnh đó thì nhà trường còn xây dựng cái thư viện xanh ở ngoài trời để giúp các em là tiếp cận được nhiều hơn với sách. Các em có thể là đọc sách trong những giờ giải lao, rồi đọc sách trong những buổi thời gian chờ bố mẹ đón về. Ở lớp, nhà trường cũng phát động mỗi lớp xây dựng một thư viện xanh, góc đọc thư viện
giáo viên cùng các em là có thể là đọc sách vào những giờ rảnh rỗi hoặc là ở những tiết sinh hoạt chủ nhiệm, cô đọc cho trò nghe, hoặc là các em có thể là thi đọc sách. Để kiểm tra cái việc đọc sách của học sinh thì bản thân tôi là vào những cái giờ mà sinh hoạt lớp hoặc những cái giờ mà giải lao á, thì cũng tổ chức cho học sinh là chia sẻ cái những cái quyển sách mà mình đã đọc được, và để các em và khuyến khích tuyên dương động viên để các em có cái thói quen đọc sách, hoặc là ở những cái tiết mà đọc thư viện do nhà trường tổ chức, mỗi lớp là mỗi tuần có một tiết, thì tôi cũng cho các em làm chia sẻ những cái câu chuyện mà mình đọc được. Ngoài ra thì nó phục vụ cho cái việc học tập, là tôi giao nhiệm vụ cho các em theo cái chủ đề học tập, thì ở cái những cái lần đọc sách đó thì các em sẽ tìm đến thư viện tìm đọc những cái sách mà nó giúp cho mình trong cái học tập cũng như là hoàn thành cái việc cô giao, và qua đó các em cũng rèn được cái thói quen đọc sách. Trong thời gian gần đây đã có một số cuộc hội thảo, tọa đàm, bài viết về nội dung làm gì để tạo thói quen đọc sách cho trẻ, bước đầu đánh thức toàn xã hội về tầm quan trọng xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ em, đồng thời đã đề xuất một số giải pháp rất đáng được quan tâm trong việc khuyến khích rèn luyện thói quen đọc sách cho trẻ em. Đặc biệt, tâm lý của trẻ em là rất dễ làm quen với cái mới. Vì vậy, tạo thói quen mới cho con trẻ, trong đó có thói quen đọc sách, là điều không khó. Vấn đề là trách nhiệm của gia đình, nhất là đối với bố mẹ. Vì vậy, nên vai trò của gia đình bố mẹ rất quan trọng trong việc rèn luyện thói quen đọc sách cho trẻ. Đây là một quá trình đòi hỏi cao, tính kiên trì và khoa học. Thực sự ra mình thấy là trẻ con nó cũng xem TV và xem hình ảnh Internet, iPad nhiều hơn. Tuy nhiên, đối với phương pháp của mình ở nhà là mình luôn yêu cầu con là dành 30 phút mỗi ngày để đọc sách. Không quan trọng là sách gì, nhưng mà luôn luôn phải có 30 phút để đọc sách. Lý do mình rèn luyện cho con mình thói quen đọc sách vì như vậy sẽ kích thích trí não, sự phát triển cũng như là sự ghi nhớ cho bé về một quyển sách. Và đặc biệt là đối với lứa tuổi cấp 1 thì mình nội dung của sách là mình ưu tiên những cái sách mà thiên về những cái bài học để cho con có cái kỹ năng cũng như là cái kiến thức cho con để con bước vào hành trang vào đời. Gia đình luôn là nền tảng vững chắc nhất để con trẻ có thể vững vàng trong cuộc đời, đồng thời cũng là thành trì an toàn nhất bảo vệ con trẻ khỏi những cám dỗ trong cuộc sống. Nhà trường là môi trường quan trọng nhất để giúp con trẻ những kiến thức, kỹ năng, hình thành nhân cách của một con người, tạo điều kiện cho họ có khả năng thích ứng với cuộc sống trong một thế giới đầy biến động. Vì vậy, gia đình và nhà trường có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện thói quen đọc sách cho con trẻ, tạo những bước đầu tiên cho sự phát triển vững chắc sau này. Thưa quý vị, nhà văn Maxim Gorky đã nói rằng mỗi cuốn sách là một bậc thang mà khi bước lên, tôi cảm thấy mình tiến gần hơn với cuộc sống tuyệt vời nhất. Sách là người bạn quý của mỗi con người. Thời ấu thơ thì chúng ta đắm chìm trong những câu chuyện cổ tích với thế giới huyền diệu. Khi đến trường thì những cuốn sách cung cấp cho ta bao nhiêu kiến thức, rèn luyện những kỹ năng cần thiết. Ngày nay thì những cuốn sách ngày càng rời xa chúng ta bởi những điện thoại thông minh hay máy tính bảng. Vì vậy, việc rèn luyện kỹ năng đọc sách là một vấn đề rất là cần thiết. Trước tình trạng nhiều học sinh dần xa rời những cuốn sách mà tìm đến mạng xã hội hay là những trò chơi điện tử, thì nhiều nhà trường ở thành phố Tam Kỳ đã mở rộng mô hình thư viện mở, thư viện xanh, với mong muốn sẽ giúp cho học sinh giáo viên có được không gian thoải mái để mà đọc và mượn sách. Thực tế đã cho thấy, nhà trường là môi trường rất hữu ích trong việc giúp cho trẻ rèn luyện thói quen đọc sách. Sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường về rèn luyện thói quen đọc sách cho trẻ nhất định sẽ tạo được những thế hệ ham đọc sách. Nhận thấy được tầm quan trọng của việc đọc sách, trường Trung học cơ sở Chu Văn An đã đầu tư cơ sở vật chất cũng như tăng cường nhiều đầu sách, đầu tư cải tạo không gian thư viện nhà trường, tạo sự hấp dẫn và thân thiện, đa dạng các đầu sách để học sinh lựa chọn. Hệ thống thư viện của trường có khoảng 7.000 đầu sách giáo khoa và 3.000 đầu sách cho thiếu nhi. Cùng với phong trào đóng góp sách trong học sinh, trường đã có thêm được 16 triệu bản sách. Trường cũng đã tham gia vào phần mềm quản lý thư viện trường học của Bộ Giáo dục, đăng ký tên miền toàn quốc. Các bạn ở tỉnh thành khác vẫn có thể mượn sách được của trường nếu có thẻ thư viện của trường.
có vô số những loại sách thuộc rất nhiều những lĩnh vực khác nhau như tự nhiên, xã hội, văn học, thế giới, du lịch. Đối với các học sinh ở trường, thư viện là nơi để các em giải trí sau những giờ học và cũng là nơi để các em tìm đến nâng cao kiến thức. Con rất thích đọc sách. Con thường đọc sách vào thời gian nghỉ và sau giờ học. Con thích đọc sách, đọc truyện Doraemon, sách về các vị nhân như Thomas Edison, Barack Obama, sách giáo khoa, sách về giáo dục nhân cách. Con đọc sách để học tập, bổ sung thêm kiến thức và việc đọc sách giúp con giải trí sau giờ học căng thẳng. Ngoài là một phương tiện cung cấp tri thức, sách còn là phương tiện giải trí hoàn hảo cho học sinh. Sách giúp các em có được phút giây thoải mái sau giờ học và tránh tình trạng tiếp xúc quá nhiều với các thiết bị công nghệ, phòng tránh những triệu chứng khủng hoảng tâm lý tuổi học trò như căng thẳng, trầm cảm, tự kỷ, rối loạn lo âu. Nhờ vào sách, nhiều học sinh có thể có được cảm nhận khác biệt hơn về cuộc sống, cách nhìn nhận về thế giới xung quanh mình, qua đó sống một cách tích cực hơn, có ích hơn và hình thành các ước mơ của bản thân. Không phải là chỉ một mình con mà là với tất cả các bạn học sinh nữa. Thì đọc sách là một điều gì đó mang lại ý nghĩa vô cùng lớn. Đọc sách giúp chúng ta rèn luyện được tư duy của mình, tăng khả năng viết lách, đọc, cũng tạo cho chúng ta một thói quen lành mạnh. Khi mà công nghệ phát triển thì các bạn trẻ thường rất là đề cao công nghệ, không có quan tâm đến sách. Điều đó làm cho sức khỏe của chúng ta không những là không được tốt mà cũng còn làm cho chúng ta ảnh hưởng rất nhiều đến việc học. Mà trong số đó, giải pháp mà chúng ta cần tìm đến thì em tin chắc chắn đó là sách, và không thể gì sẽ thay thế sách được. Con thường hay đọc những quyển sách, những tiểu thuyết, nhưng mà ngoài ra thì con còn đọc những quyển truyện tranh. Và những quyển truyện tranh như là những quyển truyện như là Cô Tiên Xanh, để nói về những bài học và quan trọng cho chúng ta hiểu được nhiều điều hơn. Khi mà đọc sách thì nó đem lại cho con cái vốn từ để bổ sung vào bài văn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là giúp con đọc trôi chảy hơn, diễn cảm hơn. Và cái thứ ba là cho con nhiều điều hay, lẽ phải, những câu chuyện bổ ích trong cuộc sống. Đối với học sinh tiểu học, lợi ích đầu tiên của việc đọc sách chính là giúp các em tiếp xúc với con chữ nhiều hơn. Cách sắp xếp câu chữ, hình ảnh của sách có thể giúp các em rèn luyện khả năng đọc nhanh, tư duy nhanh và có lối suy nghĩ nhanh hơn, nhạy bén hơn. Thưa quý vị và các bạn, việc thích đọc sách không phải tự nhiên mà có. Bằng cách tạo ra thói quen và sự thích đọc, chúng ta mới hình thành nên nếp nghĩ coi đó như là một nhu cầu tự thân mỗi ngày, cũng giống như việc chúng ta ăn uống, nghỉ ngơi, hít thở. Việc đọc sách cần phải được thực hiện mỗi ngày, ban đầu có thể là từ 10 đến 15 phút cho đến khi chúng ta hình thành được thói quen và coi đó như là nhu cầu, là sở thích đọc. Và đến đây thì chương trình Kiến thức cuộc sống kỳ này cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kỳ sau.